Chào mừng các bạn đến với kênh Fast TV và hãy cùng mình cập nhật những tin tức có trong ngày hôm nay nhé. Lương Bằng Quang bỗng nhiên tung ảnh cưới Ngân 98 nhưng lại mượn lời nhạc chia tay dù rất khó để quên. Phải chăng đây lại là chiêu trò của cặp đôi thị phi? Cách đây ít ngày, trên loạt diễn đàn về hội nhóm showbiz chia sẻ hình ảnh Lương Bằng Quang và hot girl Ngân 98 bị đánh ngoài đường. Tuy nhiên mới đây, nam ca sĩ cho biết cả hai hiện đã ổn và sẽ nhờ cậy đến cơ quan chức năng để làm rõ. Giữa Bảo Thị Phi với Ngân 98 cha kìa bạn ấy cũ Gia Gia Trương Nhi, Lương Bằng Quang bất ngờ chia sẻ ảnh cưới của mình và Ngân 98. Nhưng điều khiến cư dân mạng quan tâm hơn cả lời nhạc mà anh chàng mượn để bày tỏ nỗi lòng. Có lẽ rất khó chia tay phải không? Dẫu chỉ một lời trên môi thốt ra. Có lẽ rất khó để quên tiếng nói, giọng cười, vì đây là thói quen hàng ngày ta vẫn bên nhau. Phải chăng chuyện tình cảm giữa cả hai đang gặp sóng gió gì chăng? Cũng từ đây mà trên mạng xã hội bắt đầu có tin đồn cho rằng mối quan hệ của họ đang có vấn đề. Trước đó, nhiều hình ảnh được chia sẻ làm rộ thông tin cặp đôi Lương Bằng Quang và Ngân 98 đã làm đám cưới. Cặp đôi có một buổi tiệc riêng với sự góp mặt của hai bên gia đình, đồng thời nhận nhiều lời chúc phúc từ phía bạn bè. Tuy nhiên, cũng có người hoài nghi đây vẫn là chiêu trò của cặp đôi thị phi. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Fast TV nhé.